Những màn tranh cãi nảy lửa ngay tại cuộc họp Hội đồng Bảo an về Ukraine. Hôm 24 tháng 9, theo giờ Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp về cuộc xung đột Nga-Ukraine, với sự tham dự gây tranh cãi của Tổng thống Zelensky. Cuộc họp chứng kiến những màn đối khẩu gay gắt giữa đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an và Ukraine. Với những lời lẽ hùng hồn khi được tham dự trực tiếp cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua tuyên bố, cuộc xung đột với Nga sẽ không thể được xoa dịu chỉ bằng các cuộc đàm phán, Ukraine sẽ đưa Nga vào thế phải chấp nhận hòa bình. Một ngày nào đó tại hội trường này, người ta sẽ nói rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kết thúc, không phải đóng băng, không phải tạm dừng, không phải bị lãng quên, mà thực sự đã kết thúc. Và điều này sẽ xảy ra không phải vì ai đó đã chán xung đột, không phải vì ai đó đã trao đổi thứ gì đó với Nga. Cuộc xung đột sẽ kết thúc. Nó không thể được xoa dịu bằng đàm phán. Cần phải hành động, Tổng thống Zelensky nói. Đồng tình với Tổng thống Zelensky, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, một nền hòa bình công bằng phải bảo vệ các quyền của Ukraine, được lựa chọn con đường riêng, đồng minh riêng và tương lai riêng. Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục cáo buộc Iran và Triều Tiên đã tham gia hỗ trợ Nga, bất chấp việc hai nước này nhiều lần phủ nhận. Ông Blinken cũng tuyên bố Nga sẽ buộc phải trả tiền để khắc phục thiệt hại một khi xung đột kết thúc. Ngoại trưởng Anh David Lammy và Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cũng đưa ra các tuyên bố ủng hộ quan điểm của Ukraine và Mỹ và chỉ trích Nga. Đáp lại, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã chỉ trích sự tham gia của Tổng thống Zelensky tại cuộc họp Hội đồng Bảo an mà Ukraine không phải là một trong 15 thành viên. Ông cho rằng, đây là nỗ lực của các nước phương Tây nhằm tạo ra một sân khấu để Tổng thống Ukraine thuyết giảng những lời lẽ công kích, cũ rích nhằm vào Nga. Đại sứ Nga chỉ trích các nỗ lực của phương Tây nhằm đánh bại Nga về chiến lược thông qua cuộc xung đột tại Ukraine. Bất chấp việc cung cấp vũ khí dồi dào, bao gồm cả vũ khí tầm xa, việc triển khai lính đánh thuê và chuyên gia huấn luyện, sự tham gia hiệu quả của phương Tây vào cuộc xung đột với chỉ thị cho Ukraine gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Tuy nhiên, quân đội Ukraine hiện đang bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Chúng tôi hy vọng rằng chính quyền Ukraine sẽ không thể phá hủy hoàn toàn đất nước và người dân của họ, cũng như không đẩy thế giới vào vực thẳm của thảm họa hạt nhân. Để làm được điều đó, họ nên áp dụng các thông số thực tế cho một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine thay vì quay lại với các tối hậu thư phi thực tế, ông Nebenzia nhấn mạnh. Đại sứ Nga cũng chỉ trích các nước phương Tây áp dụng tiêu chuẩn kép khi im lặng trước những gì xảy ra ở Trung Đông. Theo vị quan chức Nga, nếu các nước Ả Rập không yêu cầu Hội đồng Bảo an họp về tình hình Trung Đông vào ngày 28/9 tới, thì sẽ không có cuộc họp nào nói về các cuộc không kích của Israel trong 2 ngày qua, cướp đi sinh mạng của gần 600 người dân Lebanon. Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chỉ trích các tuyên bố của phương Tây, nhằm quy trách nhiệm cho Trung Quốc về thực trạng hiện nay của cuộc xung đột Ukraine, tấn công và bôi nhọ hình ảnh của nước này. Ông cho rằng, đó là sự vô trách nhiệm và không giúp ích trong việc tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột. Cũng trong cuộc họp này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên trong xung đột Ukraine không tấn công dân thường và các cơ sở dân sự, nhấn mạnh nhu cầu nhân đạo và các quyền cơ bản của người dân tại các vùng chiến sự đang xảy ra. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.